Đó, quét này. Rồi, được rồi. Ê, gì ấy, sao nó bắn đây? Mẹ này mày giật cả mình. Mày... Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cho bạn coi thêm một video nữa các bạn ạ. Và được rồi, ở cái video này thì mình sẽ tiếp tục là sử dụng cái bộ đồ Iron Man, cái bộ đồ gây sắt ấy để kiếm tốt cho mọi người coi nhá. Và để có thể làm được điều này thì chúng ta phải gọi là kiếm cho mình hai cái khẩu súng không thể thiếu. Thứ nhất là một cái khẩu súng để có thể giúp mình đi bắn tầm gần, và một cái khẩu súng để có thể là giúp mình đi bắn tầm xa mọi người nhá. Khi mà chúng ta đã có đầy đủ những combo như vậy thì chúng ta mới có thể là dễ dàng giành top được. Ê, phải nói cái là thế mà không phải là ngày vô tập vút vào đầu là ai. Úi giời, một phát vào đầu nhưng mà nó vẫn chưa chết anh em ạ. Sức sống nó thật là mãnh liệt à. À đây rồi, thấy gì nữa? Sao lại tự nhiên lại ngồi giật lại hay sao? Ngồi giật lại là sao bạn ơi? Bạn định níu kéo sự sống á? Không có cửa đâu bạn ạ. Ok, vậy là chúng ta cái thứ đầu tiên chúng ta đã có mạng ngục rồi. À, quá là đơn giản rồi các bạn ạ. Ui, phía bên trên này có một con bò lạc này, em thấy gì chưa? Nghe tiếng súng xong. Đây, bò lạc mà vút vào đầu luôn đấy. À, đâu. À, solo, bật bảo vệ, bật bảo vệ lên chơi. Trời ơi. Ơi, trời ơi, tưởng dân chơi thế nào bắn tôi được còn giảm xuống 15 HP, tưởng gọi là bắn ghê lắm cơ. Ai dè hóa ra cũng chỉ là tép diu mà thôi, anh em hiểu không? Ý. Đấy, anh em lưu ý một điều đấy là khi mà gọi là đối đầu với những kẻ địch mà có cái màng bảo vệ cholo thì các bạn cứ ngắm vào đầu cho mình, chắc chắn là cái vàng cholo ấy nó sẽ gọi là bay sớm rồi. À, cái gì ấy, thằng nó bắn đấy mày ở với vút vào đầu lại rồi. Ôi, easy luôn, em thấy gì không, quá là đơn giản luôn, chơi mình như đâu có cửa. À, kỹ năng vút tâm của mình cứ gọi là thần sầu rồi, mình mà là số 2 thì không ai là số 1, mọi người hiểu không? Ok thôi, nói chung là xạo chó thì thôi chứ gọi là thi thoảng gọi là tôi vứt được mấy quả ăn may thì mà chứ tôi gọi là vứt phát nào chuẩn phát đấy là tôi là phải gọi là đẳng cấp pro từ lâu rồi, đi gọi là thi đấu chuyên nghiệp từ lâu rồi, em hiểu không? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên phía trên và lúc cái hộp sắt điên mà mình vừa mới hạ gục em nhá. Nói chung là tôi thấy là ông này là cũng láo thật sự luôn ấy, cứ thấy tôi hiền là dễ bắt nạn thì chơi tôi nhưng mà đâu có cửa đâu, kể tôi không có kéo tôi vẫn bắn thừa thằng này nhá. Ok, vậy là chúng ta các bạn ba. Ai ai thằng nào bắn đây? À, nó ở đâu vậy? Vậy à, đây thấy bây giờ rồi, nằm xuống dưới này đấy, mày bắn đây, thích cái lò mày bắn luôn đấy, xin mày bắn đây, bắn người ở đây. Thách cái lò cho ông đấy, ăn quả lựu đạn đi, ăn quả lựu đạn đi, vẫn ông ra bắn tôi đúng không? Ông láo thật sự đấy, không coi ai là gì, gọi là coi trời bằng vung à? Đâu rồi, lò mặt ông ra đấy, nó lại chui phía dưới ngay, làm gì nó bắn được mình. Thế ông không bắn tôi bắt đầu là bây giờ tôi dâng súng tôi chơi ông luôn nhá. Ông tưởng ông chơi tôi mà dễ à, ông chỉ giỏi đi cắn trộm thôi. Ê, đây, thấy bây giờ nhỉ, thấy bây giờ đấy em ơi, ôi giời ơi, không vứt được vào đầu à, đen thế nhỉ. Nào ra đây nào, solo, ui giời ơi, ra đây solo, bắn vào cái mặt tôi đi, nhìn cái mặt tôi, những cái mặt thớt thế này, phi con sao đây mà bắn đi, xi đông luôn đấy. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tao đánh cầm đấy. Tao đánh vỡ mồm mày ra rồi. Tao thách cả cụ tổ mày đấy. Thách. Tưởng thế nào nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên xe và chạy khỏi khu vực thung lũng này luôn nhá. Có mẹ như clear hết rồi. Ơ, thằng nào bắn đây? Mày ở bữa ấy, ai à, dựng một kèo nhanh đấy bạn ơi. Nhưng mà ông sống, ông bị ông sống được á? Lại chạy vào trong nhà ngay. Tưởng thanh niên gọi là võ như nào, gọi là chỉ gọi là giống kiểu như là giang hồ mõm đấy à? À, ra đây, à, lòi đầu ra, ui dồi ôi, làm gì đấy bạn ơi? Bạn lòi đầu ra mà gọi là bạn xin chết à? Thương mày thật sự luôn đấy, tưởng thanh niên thế nào, cơ to lắm, cơ quá là cơ chuột còn bé lắm. Ê, đây rồi, địch kia rồi, địch đây rồi. Đây rồi, các bạn nữa rồi, mày nhá. À, mày dựng mong keo ở nhanh tay đấy. À, thằng nữa bọn mày team up nhỉ? Bọn mày team up với nhau hay sao mà gọi là ra cái khu này đông thế? Nào thằng nữa đâu? Mày lại mày ngồi đây hồi máu đúng không? Nãy giờ mày ôi máu ơi lâu rồi con chó này. Rồi ôi, mày hồi máu nó đi, tao xin mày luôn đấy, mày hồi máu nó đi. Rồi ôi, cầm cả súng điện ra định hồi máu nhau bây giờ. Xin lỗi bạn nha, đây chế độ solo not team up. Ok. Ok, vậy là hiện tại là mình đã có được cái mạng thứ 7 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái khu vực thung lũng rồi. Còn là không nơi nào bằng nhà mọi người. Ui, vãi trưởng thanh niên né ghê nhá. Xuống xe chơi luôn. Nào, vuốt vào đó rồi. Ơ, làm một không được à? Làm một không được chúng ta làm lần 2. Lần 2 không được chúng ta làm lần 3 mọi người ạ. Nào, lần 3 là chắc chắn là phải được. Mọi người hiểu không? Gọi là đây gọi là có cái câu mà có công mà sắt là có ngày đến kim bên nhá. Ui, thanh niên kia vừa thấy là tôi đổ súng cái là đi xe chạy ra khu này luôn. Ê, định căn sọ bắn tôi à? Nhưng mà đâu có cửa đâu, mày đây. Mày đấy, ai à, bắn được 2 phát mọi người nói anh em nhá. Ê, bây giờ tôi cuốn máu ở đấy là chạy thẳng ra thanh niên. Vị trí mà đang ở cái gốc cây lực kia luôn anh em nhá. Lên xe luôn, lung linh là lên luôn. Tôi là phải, lại phải xoắn thằng này à. Này ra đây, à, mày bắn xe rồi, bắn đấy. Mày bắn được người tao này, con chó này, con láo nháo thật sự luôn đấy. Đã bảo rồi, đứng mà, thấy người ta hiền là dễ bắt nạt không nhá. Ừ, và vớ vẩn. Ok, được rồi, cuốn máu chỗ này cái đã, nào.
Ôi, hòm sắt kia có vẻ như khá là nhiều đồ vậy. Mà thằng kia nó bắn nó bay một phát là bay luôn cái giáp chúng đổ mình luôn rồi mọi người ạ. Ghê vãi đái luôn. Giờ mình mới hạ gục một thiên nữa mà cái thằng đồ nó nghèo vãi trời mà chảy sao quả ấy, nó bắn mình ghê đấy. Chứng tỏ kỹ năng thiên nhiên này cao, nhưng mỗi tội là gặp tôi gọi là trình nó không thể làm được độ rồi, gọi là quá đen thiên nhiên luôn. À, đây gọi là đúng người không đúng lúc đấy. Có cái giáp ba này còn luôn tay súng luôn. Ui, nói chung là ông này đúng kiểu là kho đồ luôn em ạ, không thiếu đồ gì cả. Đấy, nói chung là loot đồ xong của ông này mình sẽ bỏ những cái trang bị không cần thiết ra nhá. Và được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và chạy ra cái khu vực khác để đi kiếm thêm người anh em nhá. Vậy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ có 6 thi hiện thôi là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong bản đấu ấy rồi. Đây rồi, gần đây rồi. Ê, xuống xe vớt đầu này. Nào, mày đi đâu vớt rồi à? Vãi trưởng. Tự nhiên anh em nhìn thấy quả đấy không? Thì nhiên quả này chạy ngược giật lại để có thể là né được cái pha vút tâm của mình. Ảo diệu vãi trưởng luôn. Thề thằng này IQ 2000 con mẹ rồi anh em ạ. Ảo vãi đái luôn đấy. Tôi chưa bao giờ gặp cái thể loại nào hai quả là sống hơn 20 năm trên đời này, tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này anh em ạ. Kỳ thật sự luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy lại trang bị giáp chúng nổ nhá. Đấy, xả. Có giáp chúng nổ dân chơi rồi. Giờ thằng nào nó bắn phóng liệu người mình cũng không thể ngỏm được. Phải bắn 2-3 phát máy ra mình mới ngỏm được em nhá. Ok, bây giờ tự tin khoe cá tính thôi, như kiểu cú tách thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi săn lùng nốt 5 thiên nhiên còn lại. Và hiện tại thì mọi người có thể thấy là cái vòng bo chúng ta cũng còn khá là to. À, bây giờ nếu mà mọi người muốn đi kiếm người nhanh ấy, thì một là ra những cái vị trí mà có cái máy quét UAV, hai là ra những cái trang bị, ra những cái khu vực mà có cái trang bị hồng tính ấy. Đấy, thì nó sẽ rất dễ để có người. Đây là mình đang quay trở về với cả khu vực thúc lũng rồi, và có vẻ như quanh khu này không có người. Các bạn đã nãy giờ là cái khu này biết là có thính rồi, nên là mấy thanh niên mới tiến ra và mình cũng clear hết sạch vào đâu nữa. Bây giờ chúng ta tiến ra những cái khu vực mà có thính khác em nhá. Sao cái khu này rất là vắng vắng nhỉ? À, nơi đây vắng tanh không một bóng người. Ê à, bò thù đúng lúc thế. Quá, tôi đang định ra làm quả rất trắng em ạ, nhưng mà không kịp rồi. Nhanh thật đấy. Tiếc quá, nhưng mà thôi không sao. Kệ của đi thánh người. Chúng ta ra lúc cái gọi là bộ chữa giáp ấy, không khéo là bị cái địch ép sọ thì bỏ mẹ. Này, đây chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực có tính ở ngay trước mặt mình nhé mọi người nhá. Đây rồi, phòng tính gọi là duy nhất, gọi là sáng duy nhất ở quanh khu này. Quanh cái khu vực trời này chỉ có một cái phòng tính duy nhất thôi. Ui giời, đi thế này cơ mà nát hết xe. Mà thế điên này, ngồi đây này. Ngồi ở đây là ai? Ôi dồi ôi, ông làm cái trò gì đấy ông ơi. Mà hình như ở chỗ rìa này nó có dựng cái gì hay sao, cái hòm gì hay sao ấy. Tôi thấy nó cứng cứng à, nhưng mà vẫn cắn được vào người. Ê, mày dị chứ. Ôi thường này vãi trận đái ra luôn ấy. Bay xa vãi trưởng ra luôn. Bay đi chim, khóc đi chim. Trời ơi, đúng kiểu như thế luôn anh em ạ. Ơ, cái này đồ có vẻ nhiều phết đấy nhỉ. Một kèo này, nhà thật cái video nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái trang bị video để quét thử xung quanh khu này xem có người không em nhá. À, đằng sau, ui rồi, ó tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tưởng gọi là cái khu đằng sau hết mỡ rồi, ai dè là vẫn còn một thằng nữa. Nó lòi đầu ra em ạ, thế chúng ta lại phải quay đầu xe rồi. Hải, quay xe. Rồi, bây chúng ta sẽ quay trở lại khu vực cũ này xem nào. Người đâu rồi, à, người đây rồi, bay đi em. Ơ, chết à, chưa chết này, vuốt vào đầu nó rồi. Ôi không trúng mà lạ đấy, đã bảo kỹ năng muốn tâm cũng phải gọi là thần sầu rồi. Ủa mà thật quá là chỉ bản đồ ta chỉ có một thanh niên nữa thôi nhỉ. Mà hai cái máy quét video kia của mình quét mãi với thứ người luôn, quét tứ phương không thấy người. Hay là chúng ta quét thêm một lần nữa nữa nhá em nhá, còn hai cái nữa. Từ đâu cái video đâu của tôi đâu. Đó, quét này rồi rồi. Ê gì ấy, thằng nó bắn đây mẹ mày, giật cơ mình. Mày đây rồi, đây rồi, thôi xong rồi, còn này mày chết rồi em ơi. Mày thì ra phải chọn cái chết. Quả đấy ông mà không nổ súng ấy, một là bắn thẳng vào đầu tôi, hai là nổ súng thì phải biết gọi là bắn chuẩn vào, hiểu không? Bắn không chuẩn là quả này là ông gọi là đi rồi ông ạ, ông hiểu không? Úi giời, giờ bắt đầu lại chạy bo này, nào vuốt đầu này, vuốt vào đầu lại. Thấy gì chưa anh Tê? Đã bảo rồi phải easy luôn. Ok, và nếu như anh em thấy video mình hay thì anh em đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube để có thể ủng hộ cho mình anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.